Đây. Lấy heo thở. Nè, nè, nè. Mọi người làm cái gì vậy? Hả? Tại sao mà cứ đến cái ngày giờ nhảy thì chuyện chồng là mọi người bỏ đi hết vậy? Trong khi cái con gái yêu quý của ta mới vừa tròn 18 tuổi. Cái gì? À, thì 28 tuổi. 38. À, rồi 38. Được sự chấp nhận của nhà làm. Mà nhà làm cho